Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một loa center đến từ Canada và một đến từ thương hiệu NRA, một thương hiệu khá là nổi tiếng của Canada. Cái model của loa center này là ECC1R. Có thể nói đây là một cái loa center có mức thành giá thành tầm trung mà mức chất âm nó rất là tốt, ngang ngửa những dòng cao cấp của những hãng như JBL, Calip. NRA thì là một hãng cũng khá là nổi tiếng tại Canada. Chúng ta thường thấy rất là nhiều dòng là cả NRA, những cái dòng từ những dòng phổ thông đến những dòng của cao cấp. Và cái loa center này cũng nằm trong nhóm loa center cao cấp đến từ hãng. Kích thước cơ bản của NRA ECC1R là chiều ngang là 47, chiều sâu là 24 và chiều cao là 14. Nó có hai loa mic bass là 12 và một loa trap dome. Thì khi kết hợp karaoke cũng như nghe nhạc xem phim thì nó hỗ trợ cái dây cao lên rất là tốt. Âm hình mic nó rất là chuẩn và cái tiếng trap nó thể hiện cũng ngọt ngào, chi tiết. Khi chúng ta hát karaoke, chúng ta bị hụt hơi trong những cái đoạn cao, đoạn những cái tiếng ca thì nó sẽ phụ lại rất là tốt. Mình cũng đã thử karaoke cũng như nghe nhạc xem phim, nó hỗ trợ rất là tốt. Những hiệu ứng xem phim ảnh nó tiếng nó rất là mượt mà, rất là trong trẻo, những cái tiếng hội thoại thể hiện rất là rõ lời. Với cái loa center này thì khi kết hợp karaoke, chúng ta cũng có thể gắn trong những căn phòng khoảng 5-60m² đều rất là tốt, tại vì nó là một cái loa center cỡ lớn nên chúng ta có thể chơi với những cái loa như loa Boss 301 series 4 hoặc là những dòng loa BMB để hỗ trợ rất là hay, tại vì những cái dòng đó thì tiếng trét, tiếng cao nó không có được quá nhiều. Khi chúng ta hát thì chúng ta phải cần cái tiếng lời, tiếng trét nó cao hơn, thì đây là một sự lựa chọn rất là hợp lý. Và ok, bây giờ mình sẽ test cho các bạn nghe thử. Cỡ lưới thì mình đã bỏ ra, mình lột, mình gỡ ra, mình để phía dưới này nha. Ok.
mùa xuân cũng qua, mang theo tuổi dài ngọc ngà. Đêm qua đêm tính gọn tương lai, mơ thấy một ngày còn níu chân cha. Cuộc đời là bể cá, là dòng sông như con nước lớn nước giàu, mà ta như chiếc lá khô, nước chảy rời nguồn, lá đành trôi theo. Mà ta như chiếc lá khô, nước chảy rời nguồn, lá đành trôi. Mình đã hoàn xong bài test cái loại center array SEC1R, một cái loại được sản xuất tại Canada. Các bạn có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm theo số điện thoại trên và bấm nút đăng ký để nhận được những bài viết, những video thật mới nhất đến từ kênh của mình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.